Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video này, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một mẫu tinh thể thạch anh trắng, đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Tất cả các chóp cạnh ở đây nó đều là nguyên bản tự nhiên. Thạch anh hàng triệu triệu năm ở trong tự nhiên, nó được hình thành ở dưới dạng tinh thể, tức là nó là tinh hoa của thạch anh, lục lăng 6 cạnh. Đặc trưng của thạch anh nó là lục lăng 6 cạnh. Viên này nó có chiều dài của đá là 16 cm, bề ngang ở điểm rộng nhất là khoảng 6 cm, và khối lượng của đá nặng là 650 g. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 300.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354099099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Lưu ý một điều, đó là khi mua hàng thì quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi, xem hàng gửi có đúng theo video giới thiệu hay không, hàng có phải là hàng chuẩn tự nhiên thiên nhiên hay không, thì quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Về giao dịch thì có hai hình thức, một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc, còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Nếu mà quý vị chuyển khoản trước, nếu hàng có vấn đề, hàng hư, hàng hỏng hoặc là hàng gửi không đúng thì quý vị cho hoàn lại hàng luôn và tôi sẽ chịu toàn bộ các cái chi phí vận chuyển. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa sẽ up lên các sản phẩm đá phong thủy phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354099099. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.